Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ là chia sẻ và cập nhật cho bạn một cái sự kiện, một cái kèo Airdrop tới từ cái dự án là Mason Network. Thì Mason Network là một cái nền tảng cho mình đào quay miễn phí qua hình thức là chạy nốt ở ba cái nền tảng. Thứ nhất là điện thoại và laptop, và bạn có thể là chạy trên những cái hệ điều hành khác nhau trên Windows. Thì cũng lâu rồi mình chưa cập nhật các bạn về cái dự án mình đào đồng là Gaga này, nhưng mà mình vẫn tham gia mình đào hàng ngày trên điện thoại cũng như là cái trang Twitter, cái trang Telegram dự án. Thì mình thấy là mọi người vẫn là đào rất là sôi nổi, có người còn chít rất là nhiều tài khoản trong cái nút này để mà kiếm cái đồng là Gaga nhé. Cũng như cái đồng Gaga thì hiện tại là vẫn chưa niêm yết trên sàn giao dịch, chỉ có mà giao dịch có thể là bán cho nhau qua cái nền tảng là OTC, nhưng mà cái giá OTC người ta mua hơi là rẻ, nên là bạn nào mà có thì các bạn cứ là có ở đây chờ khi nào dự án niêm yết ở trên sàn giao dịch thì mình rút về mình bán nhé. Ở đây mình chủ yếu là cập nhật các bạn về cái kèo Airdrop tới từ mạng lưới của là Mason Network. Thì trong sự kiện này sẽ có ba cái bước mình cần phải làm. Thứ nhất thì mình sẽ là liên kết ví, và cái đường link tham gia Airdrop này mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả và bên dưới phần bình luận nhé. Ở đây mình cũng chưa làm đâu, nhưng mình thấy nó báo là rút tham may mắn này, nhận 20 cái điểm này nhé. Và bên trên thì thấy cái mã thông báo này, nó nói là nhận là 5 đô, tức là 5 USDT, và cái ngày mà còn lại là 16 ngày 10 giờ 35 phút sẽ là hết nhé. Thì trong lúc này đang có chương trình Airdrop thì bạn nào mà làm thì bạn nên là làm sớm. Đầu tiên thì các bạn sẽ là bấm vào đây, mình sẽ là connect ví, thì các bạn có thể làm trên điện thoại để mà chọn những cái ví khác nhau cũng được. Nếu mà trên máy tính thì bạn bấm trực tiếp cái ví là VitaMask, còn nếu mà ở trên điện thoại thì bạn cần phải là bấm chữ là connect wallet này thì mình mới là chọn là cái ví chút hay là ví VitaMask ở trong đấy nhé. Thì mình làm trên máy tính mình sẽ chọn vào cái mục là chọn ví VitaMask ở đây. Các bạn sẽ bấm vào ký mà cho cái mạng là Mason Network này nó sẽ là duyệt cái ví của mình nhé. Thì đây sẽ có cái mạng thì nó yêu cầu mình là chọn cái mạng là Ethereum nhé. Còn đây thì nó có rất nhiều cái chuỗi là đa giác, là Matic hay là chuỗi thông minh BC và cái chuỗi Ethereum nhé. Ở đây thì mình nói qua một chút này, ở trên cái phần này thì mình cũng chưa khám phá, nhưng mà lại mình có test rồi. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần ngoài cái mà sự kiện Airdrop này ra, thì trên cái phần mã QR này đấy, các bạn có thể là copy mã QR code này vào cái Zalo hay là cái quét QR trên iPhone đấy, nó sẽ đưa bạn sang cái App Store. Mình sẽ là download cái ứng dụng này về, và cái ứng dụng này lúc trước mình có cài, mình test thử thì thấy trong đấy có rất nhiều cái nhiệm vụ để mình tham gia, mình sẽ claim qua mỗi ngày. Nhưng mà cái này nó là ngoài lề của cái sự kiện Airdrop ngày hôm nay, nên là chủ yếu mình chỉ view về cái Airdrop. Còn cái này bạn nào có thời gian thì bạn sẽ là tìm hiểu thêm ở trong cái ứng dụng của nó nhé. Rồi sau khi mà các bạn đã là kết nối ví xong thì mình cần làm ba cái bước ở đây. Thứ nhất thì bạn sẽ là đăng ký tài khoản để bắt đầu tham gia khai thác Gaga Nút. Thì cái Gaga Nút này thì các bạn lấy cái tài khoản mà mình đã đăng ký từ trước ấy. Nếu như bạn nào mà chưa có tài khoản này thì các bạn sẽ xem lại cái video của mình để biết cách để đăng ký nhé. Và hiện nay thì dự án đã là có rất nhiều cái bản cập nhật mới, nên là đối với cái phần là Intro Run ấy, nếu như mà các bạn vào để đây là cái phần mining này, thì nó sẽ có phần là Intro Run là phần để cho bạn copy cái key nhé. Cái key mỗi người có một cái key, và cái key này các bạn cần phải là bảo mật, nên là mình sẽ không mở ra đây. Là cái key này đã thay đổi, nên là các bạn phải là copy cái key này về cái app. Thì cái app họ cũng đã là cập nhật hai lần rồi, các bạn cần phải update cái app lên phiên bản mới, và các bạn sẽ copy cái key vào để tiếp tục khai thác cái đồng Gaga Loot đây. Còn là quay về với sự kiện Airdrop, mình sẽ là hướng dẫn bạn tham gia ba cái bước đơn giản đây để mình sẽ là bốc thăm cái phần thưởng này. Và sau khi mà các bạn đã là kết nối ví xong thì mình sẽ hoàn thành ba cái bước bên dưới. Đầu tiên thì các bạn bấm vào đây sẽ là đưa bạn tới trang của dự án, mình sẽ follow nhé. Và mình bấm đây mình đi này thì nó mở ra một cái trang dự án, nó sẽ thông báo là bạn sắp rời khỏi cái câu hỏi vui lòng chú ý đến sự an toàn của tài khoản và ví của bạn. Mình bấm vào tiếp tục ở đây. Và như vậy đây là chuyển mình sang cái trang để mình đăng ký nhé. Và mình đã có tài khoản rồi thì mình sẽ click cái phần là đăng nhập ở đây. Đó, ví dụ đây sẽ có là
9 nhân 1 bằng 1 thì mình sẽ ghi bằng cái mã captcha đấy, mình ghi là 29 ở đây. Như vậy ra cái trang mình đang là khai thác cái đồng nút Gaga ở đây nhá. Thì quay về đây mình sẽ bấm vào xác minh ở đây. Như vậy thì mình đã làm xong, nó đã là tích vàng, tức là mình đã là đăng ký tài khoản nút Gaga rồi. Và như vậy đến cái câu thứ hai này thì nó hỏi mình là bạn đã tạo tài khoản mới trên Gaga nút chưa, và bắt đầu khai thác chưa đấy, có hay không, mình ghi lại yes vào đây nhá, bấm vào xác minh này thì nó báo là ok này, tức là các bạn không ghi bằng tiếng Việt là có hay là không mà các bạn ghi bằng yes cho mình, tức là đồng ý rồi nhá, thì nó tích vàng là ok. Tiếp theo đến cái thứ ba là theo dõi cái network message ở trên là Twitter nhé, thì bạn bấm vào là ở đây mình sẽ là cập nhật nhé, và trên Twitter này thì bây giờ Elon Musk họ đã đổi cái logo thương hiệu cái con chim màu xanh sang chữ X rồi nhé, các bạn bấm vào follow này. Bây giờ mình sẽ là tắt đi, quay về các bạn bấm vào xác minh ở đây. Đó, như vậy thì ba cái nhiệm vụ này mình đã làm xong và nó tích màu vàng nhé. Tiếp theo bây giờ thì mình sẽ quay về cái chỗ này, mình bấm vào đây nhé. Khi thời gian nhiệm vụ, người dùng có thể nhận phần thưởng sẽ được rút thăm ngẫu nhiên. Tức là cái này là rút thăm ngẫu nhiên, mình không được tự động mình rút nhé. Tiếp theo đến đây mình sẽ yêu cầu thử xem nào nhé. Yêu cầu chuỗi thông minh à? Ở đây là chuỗi thông minh, như vậy bước này mình sẽ đổi sang chuỗi, mình đổi sang cái mạng ở BSC nhé. Đây bạn nhớ là cái kết nối phí này thì bạn tích đây, mình sẽ đổi sang mạng ở BSC nhé. Thì thấy được ghi là chuỗi thông minh ở đây. Rồi như vậy tất cả nhiệm vụ xong rồi thì cái phần rút thưởng này sẽ tự động, họ sẽ tự động họ rút, mình không rút được. Còn bên dưới này thì mình sẽ bấm lên mình yêu cầu nhé. Và như vậy cái phần thưởng trên này là rút thăm trúng thưởng này, và cái bên dưới này mình thấy là họ ghi là chờ bốc thăm, tức là mình không không cần em được cái phần thưởng đâu, mà bên phía dự án họ sẽ là bốc thăm may mắn ngẫu nhiên nhé. Nếu như bạn nào mà trúng thì mình sẽ nhận về ví, và khi kết nối ví này các bạn sẽ là chọn sang cái chuỗi thông minh là BC mình connect ví nhé. Ở đây sẽ có phần hồ sơ trong bên trong đấy, thì các bạn thỉnh thoảng vào bên trong hồ sơ xem nó có nhiệm vụ gì, mình có thể là kiếm thêm được cái mã thông báo không nhé, tức là cái điểm point đây không nhé. Bên trên thì mình thấy ghi là rút thăm may mắn là 20 điểm point này, là cái phần sau này nó sẽ cho mình rút thăm thì sẽ tốn là 20 điểm point này, còn cái phần mà bốc thăm chờ bốc thăm này sẽ là 50 điểm point và tương đương với là 5 USDT nhé. Tiếp theo nữa bên dưới là thống kê những người mà đang đang thực hiện tham gia Airdrop, thì bây giờ mới có là 86 người biết tới thôi. Ở đây nó sẽ có một cái phần là chia sẻ, ở đây các bạn có thể là sao chép cái đường dẫn này gửi cho bạn bè, và mình cũng không biết là chia sẻ này có được gì không, mình không thấy là dự án thống kê đây, nhưng mà cũng thể là chỉ có ba cái nhiệm vụ này, và khi mình làm xong thì sẽ chờ tới cái ngày kết thúc này thì sẽ vào bốc thăm may mắn. Còn các bạn có thể join cái trang Mason Network Official Việt Nam này để mình sẽ là cập nhật một số cái thông tin trong này nhé. Thì đây là cái trang của Việt Nam nên là nó bằng ngôn ngữ Việt Nam, mình vào nó dễ hơn, và bên phía dự án thì họ cũng có cái trang của cộng đồng bằng ngôn ngữ tiếng Anh nhé. Và nếu như bạn nào mà chưa biết tới dự án mình đào cái đồng là Gaga qua hình thức là chạy nút này thì các bạn có thể xem lại cái video của mình sẽ để cái đường link video này bên dưới phần là mô tả và bên dưới phần bình luận nhé. Và mình xin là kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.